Ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Cộng hòa Séc và Slovenia cùng Thủ tướng Ba Lan, Phó Thủ tướng Ba Lan đã gặp Tổng thống Ukraine tại thủ đô Kiev. Theo hãng tin AFP, đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà lãnh đạo nước ngoài tới thủ đô của Ukraine kể từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Thủ tướng ba nước châu Âu nói trên đã đến Kiev bằng tàu hỏa. Một người phát ngôn của chính phủ Cộng hòa Séc nói với đài CNN rằng chuyến tàu đã khởi hành từ Ba Lan. Sau đó, họ ngồi vào bàn họp với Thủ tướng Ukraine và Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky đã trình bày chi tiết tình hình chiến sự cho họ. Ông khẳng định Ukraine có được sự ủng hộ rõ ràng từ Liên minh châu Âu, EU. Thủ tướng Ukraine cho biết các cuộc thảo luận giữa hai bên tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại hành động của Nga. Phó Thủ tướng Ba Lan nói rằng một phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO hoặc của tổ chức quốc tế lớn hơn nào đó nên được cử đến giúp Ukraine và được cung cấp các phương tiện để tự vệ. Tuy nhiên, chưa rõ sẽ có một phái bộ gìn giữ hòa bình như vậy đến Ukraine hay không.